Bạn không nhìn nhầm đâu, những gì mà bạn đang xem là hình ảnh của một con tôm hùm đất đang cố gắng loại bỏ chất cặn bị nấu chín một phần và tìm cách tẩu thoát khỏi nồi lẩu đang sôi. Và trong vài đoạn video khác nữa, con tôm đang dùng chất cặn khỏe của mình để kẹp vào thành chảo, nâng cơ thể của mình lên, tránh biến thành bữa tối. Quả thật là bất ngờ và đầy kinh hoàng trước khả năng sinh tồn mãnh liệt của loài sinh vật này. Và nó cũng là chủ đề chính của ngày hôm nay. Những ngày gần đây, tôm hùm đất từ Trung Quốc lại tràn sang chợ Việt Nam, bán với các giá từ 360.000 cho tới 400.000 đồng một kg. Các chủ hàng rao bán loại tôm hùm này đều khẳng định tôm còn sống và rất khỏe. Để trên cạn không có nước thì sống được cả ngày, còn để trong bể nước thì sống được tới cả tuần. Đáng chú ý, loại tôm hùm đất này là loại tôm có tên trong phụ lục hai loài ngoại lai cùng với tôm thẻ chân trắng có nguy cơ xâm hại tới môi trường, ban hành kèm theo thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường vào năm 2018. Tôm hùm đất cũng không có tên trong phụ lục các danh mục thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Phụ lục này ban hành kèm theo Nghị định số 26 năm 2019 của Chính phủ, quy định chi tiết về một số điều và biện pháp ban hành luật thủy sản. Thế nhưng, dân buôn vẫn nhập về bán bất chấp, còn người mua thì cứ ăn vô tư, mà không biết đây là sinh vật ngoại lai bị cấm nhập và buôn bán ở nước ta. Vậy thì, loài tôm này có những đặc điểm gì mà lại đáng sợ đến như vậy? Tôm hùm đất, còn hay gọi là crawfish, là loài thuộc nhóm tôm có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và phân bố tự nhiên trên nhiều châu lục. Hiện có hơn 300 loại tôm hùm đất trên khắp thế giới. Chúng có đời sống như cua, cáy. Khác với tôm hùm đất sống trong môi trường nước ngọt ấm và có thể phát triển nhanh chóng và chịu đựng được sự khô hạn. Kích thước trung bình của loài tôm này chỉ từ 5,5 cho tới 12 cm, trọng lượng khoảng hơn 50 g, vòng đời trung bình là 5 năm. Tại Việt Nam, tôm hùm đất được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như là tôm hùm đỏ, tôm rồng, tôm hùm nước ngọt. Ở Việt Nam, tôm hùm đất cũng đã được nuôi thử nghiệm tại tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên thì sau đó, người ta đã nhanh chóng phát hiện ra đây là loài ngoại lai gây nguy hại. Các nhà khoa học đề nghị không nhân giống tôm hùm đất tại Việt Nam. Về giá trị dinh dưỡng của tôm hùm đất, nhìn bề ngoài, tôm hùm đất là một món ăn đẹp mắt với sắc đỏ và chiếc cặn dài. Thịt và gạch của tôm hùm đất có vị ngọt và béo, mùi vị khác biệt so với những loại thủy sản khác. Tỷ lệ thịt của loài tôm này chỉ chiếm khoảng 15% trọng lượng của nó, nhưng giá trị dinh dưỡng của tôm hùm đất rất cao. Thịt tôm béo ngọt, giàu chất đạm. Mỗi kg tôm hùm đất có chứa tới 14g protein, 70 calo, khoảng 115g cholesterol và các chất dinh dưỡng khác như vitamin B6, B12. Tôm hùm đất còn giúp bạn có một đôi mắt khỏe, bổ sung chất dinh dưỡng cho hệ thần kinh, cho gan, cho tóc và cả da. Ngoài ra, còn bổ sung phosphor, magie, kẽm giúp xương chắc khỏe, tăng cường cơ bắp và hỗ trợ cho các hoạt động của hệ thần kinh. Vậy thì tôm hùm đất không phải là một loại thức ăn tốt cho sức khỏe và rất bổ dưỡng hay sao? Mặc dù có những giá trị dinh dưỡng cao như vậy, nhưng vì sao tôm hùm đất lại bị cấm nhân giống tại Việt Nam? Có thể nói, tôm hùm đất có tốc độ sinh trưởng nhanh, nếu không muốn nói là rất rất nhanh, có thể trở thành đại họa cho nền nông nghiệp và hệ sinh thái của Việt Nam. Với đôi càng to khỏe, tôm hùm đất có thể cắt ngang thân lúa, ăn các loại tôm, cá nhỏ, búp cây non. Ngoài ra, đây còn là nguyên nhân lây lan virus đốm trắng cho đầm nuôi tôm. Tôm hùm đất có thể ăn tất cả các loại thủy sinh, cạnh tranh nguồn thức ăn với các sinh vật khác. Tôm hùm đất không chỉ là loài phàm ăn, chúng còn đào hang rất giỏi, hoạt động vào ban đêm, có sức chống chịu và thích nghi cao, nên sẽ phá hoại hệ thống kênh mương, làm tan hoang các hệ sinh thái bản địa do ăn tạp. Đặc biệt, chúng mang theo nhiều virus gây bệnh trên tôm, kể cả loài giun ký sinh trên động vật có vú và người. Đáng lưu ý, tôm hùm đất sống khỏe và dài. Khi sống trong môi trường tự nhiên thuận lợi, tuổi thọ của một con tôm có thể đạt tới hơn 30 năm. Chúng còn có khả năng tái sinh chân và càng bị đứt rất mãnh liệt. Theo tài liệu của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tôm hùm đất được nhập vào Nhật Bản và Trung Quốc từ những năm 1930. Chúng là loài thủy sản có sức đề kháng cực mạnh, có thể sống trong môi trường bị ô nhiễm. Thậm chí ở Nhật Bản, người ta còn thấy tôm hùm đất sống nhiều trong các cống rãnh ô nhiễm giống như loài chuột cống. Ở đoạn đầu của video, chắc hẳn mọi người cũng đã thấy hình ảnh một con tôm hùm đất đã dùng can của mình và tự hủy hoại chất cặn còn lại khi nó đã bị nấu chín một phần trong nồi lẩu, hòng trốn thoát khỏi bữa ăn này. Và một con tôm hùm đất lực sĩ khác dùng đôi càng chắc khỏe để bám lên thành chảo, cách này đã giúp nó không biến thành bữa tối. Như vậy có thể thấy sức sống mãnh liệt và khả năng sinh tồn rất cao của loài sinh vật này, ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Vậy nếu nó được sống trong môi trường tự nhiên thuận lợi thì không biết sẽ như thế nào nữa. Tại Việt Nam, từ năm 2002, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã nhập và nuôi thử loại tôm này. Đối với các nước như Trung Quốc, Mỹ, loại tôm này đem về giá trị kinh tế khá cao. Năm 2018 đã đem về hơn 40 tỷ đô cho Trung Quốc, là kế sinh nhai của hơn 5,2 triệu nông dân
đầu bếp và phục vụ nhà hàng. Còn ở Mỹ thì cũng tạo ra hàng trăm triệu đô mỗi năm. Tuy nhiên, khi đưa vào Việt Nam để nuôi thử, các nhà khoa học đã đánh giá nó chỉ đem lại lợi ích trước mắt, nhưng tác hại gây ra cho nền nông nghiệp rất khủng khiếp và kéo dài. Chúng bò rất nhanh, phát tán rộng, khó tiêu diệt hơn cả ốc bưu vàng. Kết quả đánh giá sau vài năm nuôi thử nghiệm cho thấy loài vật này sống ẩn nấp trong các rễ cây ven sông, thậm chí bò lên cạn để thở oxy, đào hang sâu từ 1 đến 2 mét, có khả năng phá hủy hệ thống tưới tiêu nông nghiệp. Loài tôm này không phù hợp để nuôi tại môi trường của Việt Nam. Vì Việt Nam đa số là đất nông nghiệp trồng lúa nước với thửa ruộng nhỏ, tôm hùm phát tán rộng sẽ phá hoại mùa màng. Chính vì vậy mà tôm hùm đất nhanh chóng bị cấm tại Việt Nam và liệt vào danh sách hai loài sinh vật ngoại lai gây nguy hại tới môi trường. Tuy nhiên, vẫn phát hiện nhiều trường hợp người dân nhập lậu tôm hùm đất qua các cửa khẩu như Lào Cai hoặc nuôi trồng trái phép tại tỉnh Đồng Tháp. May mắn là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo tiêu hủy và xử lý nghiêm. Không chỉ có Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng phải hối hận khi nuôi tôm hùm đất. Chính Trung Quốc là quốc gia nuôi tôm hùm đất với quy mô lớn nhất thế giới cũng đã từng đặt ra mối nguy về an ninh lương thực của quốc gia. Tình trạng thiếu lương thực diễn ra khi diện tích nuôi tôm hùm đất bùng nổ. Sản lượng tôm hùm đất tại Trung Quốc đã tăng gấp 30 lần từ năm 2003 tới năm 2018 và đạt 1,6 triệu tấn. Diện tích đất nông nghiệp để nuôi tôm hùm đất cũng tăng chóng mặt, khiến đất trồng các loại nông sản khác giảm mạnh. Nhiều nông dân Trung Quốc trồng lúa nhưng không thu hoạch vì để cho tôm hùm đất ăn. Năm 2018, có đến 75% trong số 1,1 triệu hecta nuôi tôm hùm đất là những ruộng lúa nuôi trồng kết hợp. Ngay sau đó thì chính quyền địa phương ở các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tô, Giang Tây đã xem xét lại chiến lược nông nghiệp phát triển tôm hùm đất sau khi Bắc Kinh thông báo sẽ đánh giá về thành tựu của các tỉnh trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Tại châu Phi, tôm hùm đất lần đầu tiên được nhập khẩu vào năm 1970. Kenya và Nam Phi là hai quốc gia đầu tiên đưa loài này vào nuôi để làm thức ăn. Nhưng do không có đối thủ tự nhiên nào để kiềm hãm sự phát triển của tôm hùm đất, loài này nhanh chóng xâm lăng các khu vực khác của châu Phi. Tôm hùm đất đã xuất hiện ở rất nhiều sông hồ tại Rwanda, Uganda, Ai Cập và Zambia. Với bản tính ăn tạp của mình, chúng gần như tiêu hủy toàn bộ các sinh vật khác. Không những thế, còn gây nên tình trạng các mương nước bị rò rỉ, các con đập bằng đất bị sụp đổ và các bờ sông bị sạt lở. Bài học về tôm hùm đất của các nước châu Phi cũng giống như bài học về con ốc bưu vàng ở Việt Nam. Chính vì những lý do trên mà Việt Nam lại cấm nhập khẩu và buôn bán tiêu thụ loài tôm nguy hiểm này. Không chỉ có Việt Nam mà một số nước trên thế giới, tiêu biểu là Nhật Bản. Nhiều năm gần đây, người Nhật không ăn tôm hùm đất vì một số lý do sau. Hiện nay người Nhật nuôi tôm hùm đất để làm thú cưng, mà nếu đã xem là thú cưng thì họ không ăn. Thứ hai, nhiều ý kiến cho rằng tôm hùm đất không thực sự ngon và dinh dưỡng bởi vì con này vỏ nhiều, thịt lại ít, mà thịt cũng bở chứ không chắc và ngọt, không ngon như những lời người ta bàn tán về nó. Thứ ba, người Nhật chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm và họ đánh giá tôm hùm đất là thực phẩm hơi dơ vì có nhiều bùn và mùi tanh hôi. Họ thấy rằng môi trường sống của tôm hùm đất toàn là ao hồ, nước đục không sạch sẽ. Vì thế, họ chỉ thích ăn hải sản, các loài cá đánh bắt từ đại dương hoặc những loài thủy sản sống ở môi trường nước trong vắt, thịt của chúng cũng sẽ rất thơm ngon hơn. Ngoài ra, còn có nguồn thông tin cho rằng loại tôm hùm đất này không chứa dinh dưỡng mà còn chứa độc tố vì nhiều con sống dưới nguồn nước kênh rạch gần các nhà máy, nơi xả thải của nhiều chất hóa học độc hại. Và thứ năm, những loài sinh vật nhỏ giáp xác như thế này, họ chỉ dùng để nấu đa xi chứ không dùng trực tiếp. Một thông tin thêm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 của năm 2023, Nhật Bản cũng đã chính thức đưa ra lệnh cấm nhập khẩu cũng như buôn bán tôm hùm đất và loài rùa tai đỏ, hai loài ngoại lai gây hại cho hệ sinh thái của bản địa. Việc thả chúng ra ngoài tự nhiên cũng bị cấm. Những người vi phạm có thể bị phạt tiền, hoặc nặng thì có thể phạt tù. Giờ thì chắc mọi người cũng đã hiểu vì sao tôm hùm đất được xem là loài vật gây nguy hại và bị cấm ở nước ta. Buôn bán tôm hùm đất được xem là vi phạm pháp luật. Đồng thời, hãy nên tuyên truyền rộng rãi, phổ biến hơn về tác hại của nó đối với môi trường tự nhiên. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Nhớ đăng ký và bật thông báo để đón xem những video mới nhất nhé. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.